Yes. Vâng, cánh rừng là cánh rừng già, một bãi quả bầy. Xiang nó đầu hit ti, bầy hiu đây rồi, đá nó về. Có voi đúng không nhỉ? Không, không phải, không phải, không phải. Không phải. Vâng, hành đã lại game được Tiểu Hoàn Thầu để trả thù cái mối huyết thù ở trận trước. Cay quá. Ở trận chung kết đội bạn là Xiang, ta là Yamato. Bây giờ chúng ta phải hành để giả lại cái mối thù vừa rồi. Bây giờ chúng ta phải hành để giả lại cái mối thù vừa rồi. Và như vậy đây sẽ là vị trí đặt bắt đầu của game thủ Cam Quyết. Cánh rừng già là nơi mà game thủ Cam Quyết quyết định đặt chiếc bẫy đầu tiên của mình, rất đẹp luôn. Thêm một bẫy vàng thứ hai ở phía ngoài nữa, như vậy là hai bẫy vàng rồi. Bẫy hưu đầu dường như là bẫy hưu 7, có xe giò của, đúng không nhỉ, hay tôi nhìn nhầm, như vậy tôi nhìn nhầm thì phải. Có một bẫy quả phụ ở phía xa xa, vẫn thiếu một đồ nữa thôi. Tôi cần voi. Vâng, nếu như có một đôi voi nữa thì mắc binh về này rồi xem. Quả phụ là 6 cây. Quả phụ 6, quả đầu đầu 7. Yêu đầu 7. Như vậy là nhiều hơn một cái ben gỗ. Sẽ nhiều hơn một cái ben gỗ ngay từ thời điểm đầu tiên dành cho xe. Nhét 3 dân vào trong để chốt cái BG mắc binh ở phía ngoài luôn. Như vậy là giật một dân ra, tạm thời nhét 2 dân thôi. Tôi không thể quyết đi dò thêm nữa. Bài 25 dân cộng 1 hay là 26 dân đây? Như vậy là đánh 25 dân. Quyết định ép một bãi quả 7, một bầy hiu 7 và thêm bãi quả phụ 7, à 6 cây. Và đánh cùng. Đánh cùng ở đâu với Hitty. Như vậy là BB đóng cạnh với chiếc bét đầu tiên bằng BM và BA. Như vậy là 26 dân đến từ Tiểu Màn Thầu, bài cầm hit tỷ đánh 26 dân. Bài này thì kích đời cũng không phải là quá sớm với Sen. Và như vậy là kích 10 08 với 25 cộng 1
Và bây giờ ta đang giật dân về để tiếp tục ra ruộng cũng như là ăn thêm gỗ. Và có ngựa sò à? Vâng, Hitty 26 dân có ngựa sò đến từ game thủ tiểu bàn thầu. Vâng, bây giờ chúng ta đang vẩy e để cố gắng giữ con giò ở phía trong. Vâng, như vậy là tạm thời thì con ngựa sò của thủ tiểu bàn thầu chỉ ăn được 2 dân của xe thôi. Lên rồi, nâng cấp bánh xe nào. Tiếp tục ra thêm ruộng ở nhà chính của mình. Bà đánh 4 à. Vâng, bánh xe chuẩn bị có. Vâng, có luôn. Và tên đầu tiên sóc 4 nhà BA đều đến từ xe. Nhà chính thì vẫn xin được một dân đều thôi. Vâng, và bo bế và cơ cấu luôn cái dãy hàng bè này. Ui trời, 2L từ Hitty. Hitty đánh 26 dân và 2L. Hay tôi nhìn nhầm. Này trổ luôn nhà BA á. Mày bị điên à thầu ơi. Thằng này nó điên thật sự anh em ạ. Ui giời, lạc đà chảy đều thế à giời. Vâng, và chúng ta cũng đang sóc rất đều những nhà BA của mình. Màu bò nhanh nè, tránh tình trạng thầu vào. Cố gắng, vâng, kéo cái tên lạc đà của đối phương theo những tên cùng những con ông rờ của mình để cho những con nông dân thời điểm đầu này có thể kịp bo bế nhà cửa. Hitty 26 dân và đánh 2 nhà BL và rất đều. Nâng luôn giáp cho những con ông rờ của mình. Vâng, lạc đà vẫn đang tụ lại được là khá đông. Và bây giờ thầu ăn mới lại nature BA thôi. Ui trời, có vẻ như lực ăn hoang của thầu là rất khỏe. Tôi nghĩ là do lực ăn hoang thôi, chứ không phải là do lực ruộng. Một trận đấu mà thầu đang cho thấy rằng Hitty đánh lạc đà nó phũ như thế nào. 2L đều. Và chúng ta cũng giờ có giáp. Lạc đà của đối phương là công 2 và không giáp. Cung giờ chúng ta chỉ là cung giờ của Seng thôi. Tham gia là 40. Kiểm tra xem cái dãy bè kia còn chỗ nào hở không. Rất đông lạc đà đến từ Hitty. Vâng, thầu ăn mới lại đứng đây trổ nhà BA. Bây giờ thì có vẻ như thầu đang muốn xô vào trong nhà của game thủ Cam Quýt. Lạc đà đẩy đều thế à rồi. Vâng, tôi để ý từ đầu đến bây giờ là thầu chưa xịt tơn nào 2L đâu. Ui giời, có lẽ đây là tơn thứ mười mấy rồi. Quá bất ngờ với bài của Hitty của em thủ tiểu bàn thầu. Vâng, hit sen 26 dân và đánh lạc đà 2L đều từ đầu đến cuối. Vâng, không nở dân, nở đúng một con dân thôi. Vừa thấy tham là 27 dân đến từ game thủ tiểu bàn thầu. Có lẽ sẽ bỏ nhà BA đi bắn nhà thầu luôn. Đây rồi, thầu ra ruộng đây rồi. Vừa ăn xong bãi quả ra ruộng luôn. Không bánh xe à. Bắt châu quân thế này thì lực đâu mà lên bánh xe. Hai bẫy vàng đều ở phía ngoài, nhưng nếu như có vàng trong chúng ta sẽ ăn vàng lên ra 4 luôn. Nhưng thực sự là hơi đáng tiếc ở vị trí sắp xếp hai bẫy vàng của chúng ta.
tiếp tục đóng những cái nhà BA phía trong nhà vào phía trong cái hốc của mình để những con ngựa nở ra sẽ dễ dàng thủ luôn trong cái hốc của chúng ta. Vâng, bo dày hơn như một lớp BE. Cháy ruộng ở đâu kìa? Thầu đang đi muốn bắt cung rờ của mình ở phía ngoài. Bây giờ tầm này có về và rỉa được đống được đà kia đang nhà BA hay không? Thì nhà BA ủa đông lắm, không không không, rất đông luôn. Nào, cố gắng đi tìm dân của thầu và bắn nào. Tiếp tục gặp ruộng của thầu tại nhà chính của thầu. Thầu còn lâu mới lên bánh xe. Thầu không thể lên bánh xe nổi vì thầu vắt đang trong cái thế là vắt châu quân, châu lạc đà. Vâng, quyết đánh trá là Persian à. Vâng, không chịu lên bánh xe. Ui, trước mặt nhà là có con voi này. Thầu siêu giàu bài này. Vâng, bây giờ thầu đang muốn bắt cung ra của mình. Hôm nay đang là 60 dành cho game thủ Cam Quyết. Và khi mà đóng được những nhà BA trong nhà của mình thì thực sự rằng thầu sẽ không được công được vào trong hốc này nữa. Nếu như thầu đánh chay lạc đà thì không được công vào được. Vâng, ba cái ruộng ấm mà thầu không để ý. Vâng, ba cái ruộng ấm mà thầu không để ý. Ngay sát nhà BA của mình thôi nhưng thầu không để ý. Mặc dù là thầu đã phát hiện ra cái dụ vị trí có dân ở đây từ rất sớm. Khi mà con ngựa giò của tiểu đoàn thầu trọng ở đây từ rất sớm. Vâng, bây giờ thì thầu đang giải lạc đà ra khắp mọi nơi để có thể bắt đường đi quân của mình. Nhận thấy lượng lạc đà của game thủ Tiểu Hoàn Thầu tại nhà BA cũ của chúng ta không đông thì game thủ Cam Quyết bắt đầu di cung gờ ra và muốn chơi turn này. Chơi luôn turn này. Ba cái ruộng hở toang hoác ra mà ông thầu không chém. Bây giờ mới phát hiện ra. Gỗ nhiều quá Quyết nhá, ra thêm ruộng nhá. Vâng, ba cái ruộng siêu siêu ấm. Và bây giờ thì khi mà chúng ta đã tụ được cung gờ và đẩy ra thì có lẽ rằng thầu sẽ là cực kỳ khó khăn khi anh chỉ chơi chay lạc đà thôi. Tiếc quá, hai bãi vàng đều ở bên ngoài. Chứ nếu như bãi vàng mà ở phía trong cái khu vực nhà chính này thì chắc chắn chúng ta tầm này đã có giáp 4. Một con dốc cao. Một con dốc vừa đủ vừa thuận lợi cho game thủ Cam Quyết có thể đứng và đấu quân. Vâng, tham lai nở là 1 lít rồi. Xem thì nở tham cũng là cực kỳ nhanh thôi. Cho mấy dần này ăn vàng dần đi để có lên cái giáp 4. 29 dần đến nửa thầu, tôi biết tầm này thầu có lên bánh xe chưa nhỉ? Vâng, có hay có cung giờ rồi, thầu có cung giờ rồi. Như vậy thầu đã có bánh xe. Tôi lại cứ tưởng là cầm Persian cơ. Thầu trận này đánh anh sóc đều 2L đã phải tầm khoảng 15 tơn. Sợ thật. Chuẩn bị đủ vàng để lên giáp 4 rồi. Ok, lên luôn giáp 4 cũng còn giờ của mình. Vẫn cho dân ở vàng để mà làm cái đầu máu. Không, đóng luôn ép ăn vàng đi. Đóng luôn nhà chính ăn vàng đi còn gì nữa. Để ăn vàng xa làm gì. Sầu thầu đang sắp một mạch dân nhá. Từ 27 dân lên thẳng 34 dân. Vào hết đây thầu ơi. Giáp 4 rồi thầu ơi. Mắc công nghệ rồi. Thiếu mỗi đầu máu thôi. Thiếu mỗi đầu máu thôi. Quyết đang cố gắng ra mạnh dân một tơn. Và cũng như là ra rất được rất nhiều ruộng cạnh với những cái nhà chính mà mình mới đóng. Bò rộng hẳn ra. Vâng, timeline thì càng đánh nó càng đi thôi vì chúng ta là xe ăn mà.
Kìa nó công ở cánh rừng đang bo e kìa. Không thể vào được tại nhà thầu. Thầu vẫn cố đấm ăn xôi để công vào cái vị trí cánh rừng già này. Tam lai đang là 3-131/156. Tam lai khá to. Tam lai 138 như này thì có lẽ tầm khoảng 70 dân hoặc là 80 dân đến từ Gamquit rồi. Gamquit đang sóc rất đều những nhà, vâng, những nhà chính. Có lẽ tầm này khoảng 80 dân, thậm chí là còn nhiều hơn, vì tôi thấy cái lượng quân của game thủ Gamquit tầm khoảng 3 kích thôi, chưa đến 3 kích, tầm hơn 2 kích một tí thôi. Tiếp tục bị công kìa, bị công 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 ở phía dưới kìa. Nâng đầu máu đi, PC chưa, nâng đầu máu dần đi. BC đóng ở chỗ cái dãy hàng BE, vì cạnh cái BS ở phía trên đấy, hướng 12 giờ. Vâng, đóng ca. Ai đấy, chốt cửa mất rồi. Trường à? Gậy hổ cái. Vâng, thiếu một chút thực nữa thôi, có thể kích 4. Lấy cái con dao ấy. Vâng, chúng ta kích 4 ở phút thứ 36. Và thầu vẫn đang có một lượng quân là khá đông, đang muốn công từ cái hướng phía 9 giờ lên, nhưng thầu đã rút lui rồi. Rất đông lạc đà. Thầu đang muốn gì lên khi nhận thấy rằng sen của chúng ta đã đi một tên quân to lên chiến nhà của thầu. Cung giờ là bạn đã cung giờ tuyển hết đi, nhưng chúng ta lấy số lượng để đi chất lượng. Rất đông lạc đà, nhưng cung giờ đã là giáp 4, lạc đà còn lại là không nhiều. Vâng, thầu tiếp tục di lên. Tham lai của thầu tôi nghĩ rằng tầm này chỉ tham lai tầm khoảng 70 là căng. Nhà của thầu rất xấu, bù lại là nhà là bài siêu khỏe. Con voi ngay trước mặt không ăn. Vâng, thậm chí đang nguyên máu cơ, đầy máu. Thời điểm đầu thì thầu phải sóc ở tầm khoảng gần 15 tên lạc đà đều 2L. Ghê thật. Kết quả mà game thủ cam quýt mà không nhanh tay trong tình huống vẻ e tại bãi quả, mà không bắt được con giò của tiểu bàn thầu, thì khả năng quýt lại tím trận này là cực kỳ cao. Khả năng tím là cực kỳ cao vì con ngựa giò đối phương sẽ tìm được cái vị trí bo e, cái vị trí mà dãy hàng bè siêu dài, nó chạy thẳng vào trong nó chọc thì sẽ mất tay rất nhiều, và lạc đà đối phương thì sẽ tách một hai con ở trong chăn dân, còn đâu thì vẫn ốp a như bình thường thôi. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ hai.